Chào anh em nhá. Đây lâu lắm rồi tôi mới lại có một cái video hướng dẫn anh em trộn thính cô lục này. Chính xác thì cái thùng thính nền ủ của tôi hôm nay là mới được 9 ngày. Đây, thùng thính ủ hôm nay là mới được 9 ngày và chắc chắn là khi mở ra với cái thời tiết mùa hè như thế này thì chắc chắn là nó sẽ có men rồi. Nhưng mà chính ra thì để tốt nhất là nó phải tầm nửa tháng cơ, có nghĩa là 15 ngày trở đi thì anh em câu nó mới hiệu quả. Thế nhưng mà hôm nay rảnh nên là tôi muốn tranh thủ cái thời gian rảnh. Tôi đi câu thử ở trong cái thời gian mới ủ được 9 ngày anh em xem. Ok anh em. Đây. Cái này là bây giờ mở ra đây, sẽ có men này. 9 ngày nhưng mà với cái thời tiết mùa hè thì chắc chắn là có. Đấy anh em này. Đây. Anh em có thể nhìn thấy một con lớp men ở trên này. Đấy, nó đang lên men, một cái lớp men ở trên nhìn rất trên là đẹp luôn. Mà mới được có 9 ngày thôi anh em nhá. Thấy không? Rồi bây giờ trộn như mọi khi. Thế nhưng mà lâu rồi tôi không hướng dẫn anh em, thế là mày hướng dẫn chơi vậy. À, 1 cân cám gạo nha. Đây là mẻ chua này, mẻ chua ủ sẵn này anh em. Ủ từ hôm trước đấy. Mè chua và cám gạo này. Đấy, để tôi ăn đấy quên mất trứng gà, để tôi đi mua mấy con trứng gà đỏ. Anh em mua trứng gà vừa rồi 3 trứng gà nhá.
cám trứng này, thánh chạo này. Em đảo lên. Anh em xúc mấy bát trứng lên vào đây. Tôi lấy 5 bát thính lên anh em nhá. Rồi, sau khi lấy thính lên xong anh em lại đập mịn xuống đây và đậy kín lại, ủ tiếp. Chính xác là hôm nay là thính nền chưa được đâu, mới có 9 ngày thôi, 15 ngày cơ. Rồi, giờ đảo hai món này lên. Mà tất nhiên một cái không thể thiếu đến xốp, anh em cho xốp vào. Cho xốp vừa thôi nhá, không có cho nhiều là nó bị nổi hết cả thính lên đấy. Thế thôi. Để anh em. Mấy bạn mà mới học câu hay là hay dính cái tình trạng là trộn xong là ra hồ ném là cả ổ câu nó nổi phình phình lên à, các bạn là cho quá nhiều xốp rồi. Và giờ một gói cam trứng. Túi thính chạo này của tôi, túi cắm ngô này thì hỏng rồi này, tôi để phải đến nửa năm rồi. Túi thính chạo ở đây thì còn một tí, không biết đã hỏng chưa. Còn tôi thấy mọt đầy thế này. Hết mùi thơm rồi anh ạ, chưa kể mẹ. Vẫn thấy hơi còn một tí mùi thơm này, cho vào. Cho nốt vào giờ đỡ phí đó. Đây. Túi này mới mua. À, thì không ám chừng nữa tôi lấy bát. Bát rưỡi thính chạo. Rồi bây giờ cho 3 quả trứng gà vào nữa. À đấy. Thính chạo thì thực ra có rất nhiều video tôi nói rồi, nhưng mà tiện cái này tôi nói luôn, thính chạo nó chính là gạo và đậu tương rang. Anh em mua khoảng tầm 7 lạng gạo và 2 lạng đậu tương, rang vàng lên xay như xay mịn, rang vàng lên và anh em mang ra cái chỗ người ta xay bột cho trẻ con đấy, anh em làm 3 quả trứng gà trôi chấm mè.
Chắc là phải rất lâu rồi tôi không đi câu lục đấy, phải đến nửa năm ấy. Hôm nay tôi mới đi câu lục mà. Quên nghề. Tại lâu rồi. Đợt trước, độ trước cũng khá bận rộn. Cửa hàng, cửa họ rồi các thứ. Chính xác thì bây giờ vẫn chưa phải là rảnh đâu, nhưng mà tranh thủ thôi. Anh em, đấy đảo đều lên hết lên là ok rồi, đi câu thôi. Bây giờ cho vào túi bóng. Là anh em trộn được ổ của câu lục đi câu đơn giản thôi. Bà chuột lại xê này. Đâu, cái đấy là đèn tối. Hey anh em nhá, vừa ra đến hồ xong này. Tôi còn chưa ném thính này, vừa ra cần xong có một mình, không có ai quay phim cả. Đây, giờ đang kiểm tra cước xước để buộc lại. Ok anh em. Rồi ok, tí nữa Hey, chào em. Vừa ném thính xong nhá. 5 giờ chiều. Câu gần ngay đây thôi, khoảng tầm cần rưỡi. Đấy, mặt trời xuống rồi này, 5 giờ chiều rồi, tí nữa là dâng rồi, giờ mới nghỉ thấy lâu, tí nữa chờ thu phao để giặt. Em ngồi Ok được em. 15 phút rồi, chưa được con nào nhưng mà tăm thì nó cày xung quanh phao. Đấy, tăm nó cày xung quanh này, anh em xem à. Tăm nó cày xung quanh thì đặt ra xung quanh thì nó lại cày giữa, đặt ở giữa thì lại nó cày xung quanh. Tăm thì rất nhiều nhưng mà không biết có được con gì hay không rồi. Ok anh em. Anh em tôi vừa nói khỏi mồm xong. Do không có người, thứ hai là người không quay được phim, một con trôi này. Đấy. Một trôi to rồi, ok anh em. Lâu rồi không câu lục nhưng mà vẫn chưa quên nghề. Bình thường đánh xa tôi đánh tứ nhé, hôm nay tôi đánh gần tôi đánh lục. Đây một con đầu tiên này. Ok anh em, để tôi cất đi, đang tay chân bẩn lắm rồi. Tạm biệt Anh em, video nhé. tầm vẫn cày xung quanh kìa. Nên nó chưa gọi là được 30 phút. 30 phút thì dính một con đầu tiên rồi. Ok, tôi sẽ buồn cái lúc đấy tôi dòng cá nó không có ai quay, có một mình này. Không có anh em nào, hôm nay không có anh em nào đi theo cả. Hôm nay không phải ngày cuối tuần tuần nên không quay được lúc dòng cá. Ok anh em, tí xem được, nếu mà được thì tôi quay phim tiếp. Nên là thính ủ sau 9 ngày nha anh em nhé, để lửa tháng cái đánh hiệu quả hơn. Này Ok.
bảo đi trộn thính trôi thính mè, nhưng mà cái hồ này bây giờ hết mè rồi. Hôm nay chủ hồ nó bảo là không thả mè từ lâu lắm rồi, nên là có mỗi trôi mới chấm thôi, mới được một con trôi thôi. Từ lúc được cái con kia 20 phút nữa trôi qua và chưa được giật phát nào. Đây này, xốp vẫn lên là mầm và tăm rất nhiều anh em. Sắp tối rồi. Đấy, anh em nhìn tăm bên cạnh này, tăm bên cạnh phao này. Đấy. Tăm bên cạnh phao bục rất chi là ác. Mục đích là câu tối xem có con gì không. Ok anh em. Nói chung là khai trương cái thùng thính cứ làm sao mà nó không bị móm để cho nó dính nhớp những cái mồi sau, là những cái quả sau đi là được. Ok anh em. Sáu Chín giờ ngay. tối rồi, tôi vừa giật một cái nhưng mà không được. Anh em nhìn này, tăm nó cuốn rất chi là ác mà nó không vào. Đấy anh em nhìn thấy bọt chưa? Tăm nó rất chi là nhiều, tăm dày sân sấn luôn mà không đông. Nó ăn ở ngoài. Ok nha. Không biết từ giờ đến lúc về có được con gì nữa không. Vậy là một tiếng đồng hồ trôi qua rồi mới được một con. Ok anh em. Đây anh em. Đây đây. Mãi mới được thêm một con rú phi nữa này. Hôm nay là mới được hai con thôi. Cái lục đầu nhé. Rô phi khoảng tầm dăm dăm lạng, năm bảy lạng. Được thêm một con rô phi nữa. Hai con. Đây đây đây. Ui, mẹ dễ khỏe thế anh em nhá. Vừa lên hàng nhá, chấm trắng nhá. Mẹ dễ khỏe thật. Chấm trắng đẹp anh em nhá. Vừa lên hàng thêm một chấm với cả một rô phi này. Rô phi thì bé được con chấm ngon. À, ok anh em. Đấy, thính trôi mè lên chấm này. Chấm trắng này, to vật vã anh em vừa về này. Về sau ông ấy xuống, ông ấy câu thì hơi bị buồn. Ông ấy giật bong mất của tôi một con chấm và nổ mất trục. Mất một phát nữa, chứ không có thì được thêm hai con chấm nữa. Loanh quanh hôm nay cuối cùng được có một con chấm, một con trôi, hai con rô đấy nha. Thính này sau khi ủ được 9 ngày nhá. Rồi. Đấy là thính này sau khi ủ được 9 ngày câu cũng khá hiệu quả. Nhưng mà được đủ ngày, tầm 15 ngày thì câu nó sẽ hiệu quả hơn rất chi là nhiều. Ok anh em. Anh em làm tốt. Thắc mắc gì ở trong cách chọn mồi alo hỏi tôi. À quên. Nhắn tin, chứ còn những anh em mà lấy đồ rồi thì alo hỏi tôi. Ok anh em thế nhá. Đây tôi làm cá, đây là sau gần 4 tiếng đồng hồ câu. Ok anh em, đây hai con du phi dưới to nữa này, hai du phi, một trôi và một chấm. Nếu mà ông anh mà không làm nổ mất thì được hai con chấm nữa. Bây giờ chấm nó đang cuốn rất chứ là như ác, rất tiếc. Ok anh em. Chào anh em nhé.